Linh ở Tiên Linh à? Em ơi. Ở cùng phòng với là chờ Linh ngày xưa. Cùng phòng với Triệu Bích Hưng lứa U23 của anh Gia Lai. Ngoài sự có mặt của Trọng Hóa và một cầu thủ mới của cậu này phòng, đó là bạn Hồng Vinh. Hồng Vinh số 86. Trọng Hóa đây. Rồi, Hồng Vinh. Go down.
bên kia thì đi thẳng đi chứ. Hồng Vinh đi. Hồng Vinh là một trong những cầu thủ cùng lứa với Triệu Việt Hưng. Với kỹ năng xử lý rất tốt đây. Mong rằng sẽ là một mũi nhọn của đội bóng Hải Phòng. Tốt không?